giới thiệu với quý vị và các bạn. Một miếng có diện tích là 2000 m², nằm tại trung tâm phường Nguyên Hưng của thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và nằm trên mặt tiền đường DT746 như chúng ta thấy ở đây. Và trên lô đất này thì đang tồn tại hai công trình, đó là một nhà nghỉ 16 phòng và một quán ăn. Quán ăn là quán sân vườn rộng rãi cùng với hồ câu cá giải trí. Đây là ta đang đứng trước cổng nhà nghỉ 16 phòng để nhìn vào trong. Nhưng mà hiện tại nhà nghỉ này đang cho thuê cho nên chúng tôi cũng không thể vào trong để quay phim, bởi vì người ta đang kinh doanh mà mình vào đó thì rất là ngại. Rồi bây giờ tôi sẽ quay bên phía quán ăn cho các bạn xem. Và lô đất thì có mặt tiền rộng 34 m, dài hơn 60 m, nằm trên mặt tiền đường đi tây và xe cộ qua lại rất là đông đúc. Bên phía quán ăn thì có một ngôi nhà một trệt một lầu dùng để làm văn phòng. Còn ở đây là có đường đi vào. Tôi đang đi vào cổng các bạn xem. Phía bên phải là nhà xe. Ở kề bên là một cái quán với một cái ngôi nhà mát rất là rộng rãi. Quán cũ ở đây là nhà nghỉ Sen Hồ. Và cây xanh thì hiện tại người ta đang không chăm sóc cho nên nó rất là um tùm. Thành ta nhìn nó không có được đẹp cho lắm. Nhưng mà nếu như chăm sóc lại thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Là những con đường lát đá nội bộ ở trong khuôn viên của khu này. Và hiện tại thì cây nó đã xỏ xuống để nó lấp bớt đường đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi vào trong. Còn đây là những cái vật dụng cũ của quán. Nó như là một cái xúc xích đu cho nó bằng inox cho nên nó chưa có bị sét. Rồi những ngôi nhà tiếp tục bên trong. Và bên trong nữa cũng là một ngôi nhà mát của quán ăn. Như vậy là trong khuôn viên của khu này thì có đến 3 ngôi nhà mát rộng rãi cùng với những cái chòi để làm quán ở bên ngoài. Bây giờ người ta nghỉ kinh doanh rồi cho nên ở đây nhìn nó khá là bừa bộn và có nhiều rác. Thôi tiếp tục đi ra phía sau. Cuối cùng phía sau là phần của toilet của quán ăn và hàng rào cuối cùng của quán. Và phía sau của hàng rào này là một lô đất 3000 m² của người ta cũng đang kêu bán. Và nếu như các bạn mua cái lô đất này thì có thể mua luôn cái lô đất phía sau, lúc đó sẽ được 5000 m² nằm trong trung tâm của thị xã Tân Uyên. Còn đây là ngôi nhà mát thứ ba, và bên ngôi nhà này thì có một cái hồ câu cá, trước đây thì dùng để câu cá giải trí.